em chơi trước nhá. À được rồi, bây giờ để sẽ để cho bạn Su trước nhá. Su ơi Su, cảm giác này. Wow, lần chơi đầu tiên của bạn Su đã thắng chị luôn đấy. Bây giờ đến lượt chị nhé, chị đảm bảo là chị cũng sẽ không thua bạn Su đâu các em ơi. Em cổ vũ cho chị nhá. Các em ơi, đây là cái cố cái lên để cho mình đẩy đấy các em ạ. À, cố lên, cố lên, chị mà ta. Yeah, chị cũng vào rồi. À, bạn ấy đang tô màu đấy các em. Đấy, bạn ấy rất thích tô màu các em ạ. À, chính vì vậy mà được chúc cuộc thi tranh bạn ấy đã thắng chị đấy. Siêu nhân. Em đang mải tô, không biết chị đang quay em à? Bây giờ chị đang quay em đấy. Em chào tất cả các bạn đi em. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đang tô màu đấy. Ồ, à, và em có thích chơi trò chơi không? Em có chứ. Vậy thì em cất sách vào đi, chị có một hộp trò chơi mới này. Tèng tèng. Cái gì đấy chị? Các em ơi, đây là một hộp đồ chơi ếch nhảy vào chậu và lá sen đấy. Rất là đẹp luôn, đồ chơi của Nhật đấy. Su ơi, đây hộp đồ chơi đây. Đấy. Em bóc ra nhé. Em giơ lên cho các bạn xem đi. Ôi em giơ xuống này các bạn mới nhìn thấy chứ. Rồi, để chị xem nhá. Các em ơi, đây là một bộ đồ chơi của Nhật này. Ếch sẽ nhảy vào trong cái lá sen ấy. Su ơi, Su quay đi. Su quay một vòng cho các bạn xem bộ đồ chơi của chúng mình nào. Đấy. Không biết là trong này có gì, chị với bạn Su cũng chưa xem đâu. Các bạn bóc. Ờ, Su ơi, Su bóc đi. Xem bên trong có cái gì nhá. Các em ơi, chị đang hồi hộp lắm. Không biết bên trong này có cái gì đấy. Úm bà là. Đấy, bạn chủ của chúng ta đang làm chị cả hộp, cả hộp. Wow, các em ơi. Ở đây có những chú ếch này. Và một chiếc chậu để cho các bạn ếch nhảy vào trong. Đây là lá sen chứ. Ồ, vậy, à đúng rồi, ếch thường hay ở trên lá sen. Vậy chị cứ coi đây là một chiếc lá sen đi. Để cho các bạn ếch nhảy vào nhá. Các em ơi. Em đếm nhá. Ừ, cho chị mượn xem một bạn nào. À, Su ơi, Su thử đếm xem có mấy bạn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các em ơi, ở đây có 9 con ếch này, các em nhìn này. Các em nhìn các bạn ếch này. Ếch ở đây có 4 chân nhá. Và ở đây có một cái người ta làm ra để cho chúng ta sẽ ấn vào đây này các em này. Đấy, các nhìn bạn em ếch chơi này. Sẽ nhảy. Ừ, các em ơi, các em sẽ nhìn bạn Su nhá. Các em nhìn bạn Su này. Đấy, các em thấy không? Trò chơi rất là thú vị đúng không? Chị rất là thích trò này đấy. Mặc dù đây là lần đầu tiên chị với bạn Su chơi nhưng khá là thú vị đúng không? Su ơi, hay là hai chị em mình cùng chơi thi không? Vâng, nhưng mà chỉ có 4 con thôi. Sao lại có 4 con? Có 9 con mà. 9 con nhưng mà mỗi người chỉ được 4 con thì em mà thế. À, ý em là ở đây có 9 con thì mỗi người 4 con thôi đúng không? Vâng. Ok, và mình sẽ bỏ ra một con đúng không? Thế thì hai chúng ta sẽ cùng nhau thi nhá. Em chơi trước nhá. À, được rồi, bây giờ để sẽ để cho bạn Su trước nhá. Su ơi Su, cảm giác này. Wow, lần chơi đầu tiên của bạn Su đã thắng chị luôn đấy. Để bây giờ đến lượt chị nhé, chị đảm bảo là chị cũng sẽ không thua bạn Su đâu các em ơi. Em cổ vũ cho chị nhá. Các em ơi, đây là cái để cho mình đẩy đấy các em ạ. Cố lên, cố lên, chị mà ta. Yeah, chị cũng vào rồi. Đến em. Su ơi, đến lượt Su đấy. Nào bạn Su nào. Yeah, một con của bạn Su đã để ra ngoài, chúng ta phải để đây nhá. Bây giờ đến lượt chị. Chị sẽ là con thứ hai đây. Chị ấn nha. Ừ, chị cũng bị ra ngoài rồi. Nào, bây giờ chúng mình sẽ nhìn con của bạn Su nhá các em nhá. Yeah, lại một con nữa ra ngoài rồi. Bây giờ đến lượt chị. Chị sẽ thử nhá. Chị sẽ để gần như này. Hey, chị chơi ăn gian. À, chị chơi ăn gian này, đồ chị đéo đây nhá. Rồi, chị sẽ bấm ạ. Bụp. Ôi, lại ra ngoài rồi. Chị với bạn Su sau 3 lần mà mỗi người chỉ được có một con thôi đấy. Đây là lần cuối cùng đấy. Không biết lại sẽ là người thắng đây. Úp. Rồi, được rồi, cho bạn Su làm lại nào. Bởi vì em ấn hơi bị nào. Em phải để lui ra, để gần như thế là khó vào. Đấy, đúng rồi, nào, thử này. Ôi, bạn Su cũng không vào mà chị sẽ là con cuối cùng đấy các em ơi. Không biết là có vào được không nhá. Ếch xanh ơi, giúp chị nào. 1, 2, 3, cố lên nào. Ếch xanh, vào. Vậy là chị với bạn Su sau 4 lần chơi, mỗi người chỉ được có một con thì các em nhìn này. Thế là hòa nhau. Thế là hòa nhau rồi. Su ơi, Su thấy cái này chơi có khó không? Khó chứ. Đúng không? Em thử chơi đi xem nào. Đây, chị để sát ở đây nhá. Rồi, các em ơi, các em thử nhìn bạn Su. Đấy, ô đấy. Sao bây giờ chơi thử Su lại chơi siêu nữa. Su thử nhảy lại nào. Ồ, thấy chưa các em ơi, nếu mà lực mà nhẹ quá cũng không vào được. Đấy, lực phải vừa phải nó mới vào được đúng không? Hào, chị với Su vừa nãy chơi á, đấy không đúng bởi vì là mới chơi lần đầu mà. Sau khi chơi một lúc rồi bạn Su của chúng ta nhảy bạn nào cũng vào luôn. Ồ, bạn đấy gần vào.
Su thấy thế nào, thích không? Thích chứ. Đấy, các em thấy không? Trò này chơi rất hay luôn. Bạn Su của chúng ta đang cố gắng để nhảy tất cả 9 mận ếch vào trong chiếc lá sen đấy. Tiếp tục nữa nào, bạn cuối cùng nào. Đây nó... À u nhỏ, đúng rồi. Hôm nay chị em mình sẽ có rất nhiều ếch đúng không? Mình sẽ mang con ếch này về nhà. Đúng rồi. Khó phết đấy các em ạ, à. Chúng ta phải có lực vừa phải cơ. Mạnh cũng không được mà nhẹ cũng không được. Đấy các em thấy không? À, Su của chúng ta đã nhảy con gần. Con cuối cùng. Con cuối cùng nào. Chúng ta sẽ làm con cuối cùng nhá. Có vào không? Có vào không? Phải. Lực vừa phải thôi, thấy chưa? Các em ơi, nếu mà với một mức lực vừa phải là vào luôn đúng không Su? Sau 9 lần mà em cho vào như thế em cảm thấy thế nào? Rất là vui các bạn ạ. Trò này thế nào? Mà chơi như này đau tay nhá. À bị đau tay à? À thì ra là thế à? Đúng rồi, bởi vì mình lấy ngón tay mình ấn xuống đấy mà đúng không em? Bây giờ chúng mình cùng chơi ha. Hai con này của mình nhé. Với 13 con nhé. Thôi, Su ơi, bây giờ mình chào các bạn đi. Rồi hai chị em mình cùng nhau chơi tiếp nhé. Em chơi lại một con nhé. Ờ, cho em gảy một con cuối cùng với nhá. Sao nó bị mắc vào nhau? Ờ, nó bị mắc vào nhau mà em lấy con khác đi. Được rồi. À, bạn Su của chúng ta rất thích trò này các em. Đang dắt chà. Ừ, bây giờ xem bạn ấy có bắn vào luôn không nhá. Nhảy vào luôn không ạ? 1, 2. Ô, vào luôn. Ơi, Su ơi, Su chào các bạn. Bây giờ hai chị em mình cùng nhau chơi tiếp nào. Xin chào tất cả các bạn. Trong xem một mình và tất cả mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Các bạn hãy mua cái này về để chơi cùng mình nhé. Vẫn nhận chuỗi ếch ở kia trên này. Hẹn gặp lại các bạn. Nó bị ho rồi. Một tí các bạn thông cảm cho mình nhé. Bây giờ chị giới thiệu cho các bạn đi. Thôi, vậy là chị và bạn Su sẽ dừng ở đây nhé. Xin chào tất cả các em. Bạn Su của chúng ta vẫn đang thích chơi trò này lắm các em.